6 ngày học bó hoa sáp, thành thạo làm được mọi mẫu trên thị trường. Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người đã dần thay đổi. Không chỉ còn là việc đảm bảo ăn no, mặc ấm, mà còn là ăn kiêng, mặc mốt. Điều này dẫn đến nhu cầu làm đẹp và quà tặng tinh thần ngày càng gia tăng. Hoa, với vẻ đẹp và ý nghĩa của nó, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, mang lại niềm vui và đa sắc màu cho mỗi con người. Với nhu cầu đang tăng cao như vậy, việc học cách bó hoa trở thành một lựa chọn hấp dẫn mà còn phù hợp với những người không muốn từ bỏ công việc hiện tại. Thay vào đó, họ có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi để phát triển thêm kỹ năng và kiếm thêm thu nhập từ việc làm hoa. Với hơn 13 năm kinh nghiệm cho ngành hoa, chúng tôi đã giúp đỡ hàng trăm học viên trong và ngoài nước để trở thành những chuyên gia trong bó hoa và kiếm được thu nhập ổn định từ nó. Được xây dựng trên nền tảng giáo trình độc đáo, chúng tôi cam kết đưa các bạn từ trình độ không biết gì đến việc thành thạo bó hoa mọi mẫu sẵn có trên thị trường chỉ trong 6 ngày học. Chúng tôi không chỉ cung cấp kiến thức trong lớp học mà còn hỗ trợ các bạn sau khóa học trong vòng 30 ngày liên tục về việc hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo, làm video, chốt sale, từ đó giúp các bạn bán được sản phẩm một cách thành công. Với đội ngũ hỗ trợ là những chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ được kèm một một với từng học viên trong suốt quá trình học. Điều này giúp các bạn có đủ thời gian để luyện tập và thực hành các mẫu hoa khi học tại cửa hàng. Chúng tôi cũng tổ chức cùng các bạn kết hợp chạy đơn khi vào mùa, liên minh 63 tỉnh thành để chạy đơn hiệu quả và tạo ra các sản phẩm dẫn đầu xu hướng trên thị trường. Bên cạnh đó, việc mua nguyên liệu chung trên cả nước giúp các bạn tiết kiệm được chi phí về giá vốn. Với phương pháp giảng dạy bắt đầu từ những thao tác cơ bản nhất của ngành, chúng tôi dạy học viên về nguyên tắc và cách tha ghép các thao tác để tạo ra những bó hoa đẹp mắt. Kết quả là, ngay từ ngày thứ 2 học tại cửa hàng, học viên đã có thể thoải mái sáng tạo và tạo ra các mẫu hoa của riêng mình. Nhờ vào cách dạy này, học viên có thể nhanh chóng tiến bộ và tự tin làm được mọi mẫu hoa mà họ yêu thích. Khóa học đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía học viên sau khi hoàn thành khóa học. Đây là cũng là một cái lần đầu tiên em được tiếp xúc với ngành này. Cũng không biết là mọi nơi là giáo trình như thế nào, em cũng không hiểu lắm. Thế nhưng mà thấy là mọi người ở đây dạy thì tức là sẽ là đi từ những cái là nhỏ nhất, từ những cái là chi tiết nhất, từ những cái rất là chi tiết nhỏ nhỏ xíu là cách cuốn băng dính hay là như thế nào đấy. Thì em cảm nhận được là không biết nói như thế nào cho dễ, nhưng mà là từ những cái phần đầu tiên, từ những cái bảng thiết cái rồi là mới bắt đầu lắp ráp, lắp ghép vào thì mới đi tiến dần lên, thì em thấy là đang là rất là dễ hiểu và rất là bản thân em chưa là biết cái gì cả, nhưng mà em cũng đã sau khi mà em đã học được 3 ngày thì em đã cảm thấy là bản thân cũng đang rất là tự tin là mình có thể làm được. Mình có thể làm được những cái bó hoa mà những cái mà mình chỉ ngày trước mình chỉ nhìn thôi. Mình chỉ ao ước là ôi sao họ làm được giỏi thế, đẹp thế. Là bây giờ mình đã từ những cái đánh vần xong rồi bây giờ mình đã ghép được thành câu, thành chữ. Đấy, nó giống kiểu là như thế. Chứ em không biết là giáo trình như thế nào cả. Em cũng xin chia sẻ thật lòng luôn. Là em cảm nhận như thế nào em sẽ nói thật như thế đấy luôn. Thì sau 6 ngày học thì em cảm nhận được nói chung là rất là ok luôn nhé. Lúc đầu trước khi mà đăng ký khóa học ấy, để mà bay từ trong Sài Gòn ra và phải gọi là 6 ngày thì em cũng đã rất lăn tăn, thứ nhất về đi lại này, về chi phí học này. Đấy thì em cũng rất là lăn tăn để mà bỏ ra một cái số tiền nó không phải là nhỏ với mình. Đấy, nhưng mà sau khi mà trải nghiệm cả 6 ngày rồi thì em thấy hoàn toàn là xứng đáng. Vì là để mà một cái bỏ ra một cái số tiền đó để mà bản thân mình tự mài mò, tự mua nguyên liệu hoặc là tự lên trên mạng xem những cái video á, thì nó cũng được.
nhưng mà nó thật sự ra nó quá là vất vả và nó cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Thì em thấy cái việc mà bỏ cái tiền ra để mà học một cái khóa học, bỏ thời gian công sức của mình ra như thế này hoàn toàn là xứng đáng. Cam kết của chúng tôi là hoàn tiền đối với học viên nếu như cảm thấy không nhận được giá trị sau khóa học. Như vậy đã đủ uy tín chưa là các bác? Khóa học sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28 tháng 5 năm 2024. Chúng tôi chỉ chấp nhận một học viên từ mỗi tỉnh thành tham gia chạy đơn cùng chúng tôi. Hãy nhanh tay đăng ký để trở thành đối tác tin cậy cùng chúng tôi, phát triển và giúp bản thân có thu nhập, khách hàng được sử dụng sản phẩm tốt nhất. Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay!